dù vấp mơ bao rằng xa cùng sẽ chia ta sẽ bước qua lâu cũ và xíu nhau không thể chung được mình nghe đây khép thôn đâu thế nào đặt lên phân đô một lòng khắc cốt khi tâm xưng danh cùng nhau dù bay sâu ra làm sao tình nghĩ anh em luôn gửi trao trường phu chỉ nói một lời chẳng đôi đời nếu có kiếp sau em vẫn đồng ý lấy anh chứ nếu có kiếp sau á em sẽ không bao giờ làm vợ của anh nữa. Tại sao vậy? Em ở với anh cũng được 10 năm rồi đấy, nhưng mà chưa bao giờ anh chủ động mua cho em một món quà. Cũng đúng, trong mắt người ta anh luôn là một người tốt mà. Vì những mặt xấu và tiêu cực anh dành hết cho em rồi. Bao nhiêu năm nay anh cũng chưa bao giờ thấy bản thân mình sai. Vì người sai đều là em. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đều do em không hiếu thuận. Em không hiểu chuyện, con không ngoan cũng là do em không biết dạy. Anh không muốn về nhà là do em không ân cần. Em không dịu dàng. Mỗi lần cãi nhau anh đều trốn tránh, lạnh nhạt với em. Chưa bao giờ anh chủ động xin lỗi em cả. Chỉ cần em không mở lời thì anh sẽ giả vờ như một người. Mỗi lần em khóc đến ướt gối, đẫm nước mắt, anh cũng không một chút động lòng. Đến một ánh mắt quan tâm anh cũng không có. Nhiều lúc em cũng ngồi suy nghĩ, không biết rốt cuộc em chưa tốt ở điểm gì. Tại sao em không xứng đáng để anh đối xử dịu dàng với em. Anh có biết, kể từ ngày cưới anh, em nợ bản thân quá nhiều, nợ con quá nhiều, nợ bố mẹ em quá nhiều. Người duy nhất mà em không nợ là anh. Yêu là đến từ hai phía, mà không yêu cũng vậy. Từ khoảnh khắc không được anh yêu thương, em đã tự lùi lại. Kiếp này được bước vào nhà anh, kiếp sau không làm người nhà anh nữa.